Mình từng loay hoay rất nhiều khi muốn bước chân vào lĩnh vực gì đó mới, nhưng lại chẳng có nhiều mối quan hệ để có thể hỗ trợ. Do đó, mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có những bài viết chia sẻ trải nghiệm và hướng dẫn chi tiết một lĩnh vực nào đó được đăng tải công khai. Sau vài tháng trải nghiệm, sau đây là những gì mà mình hy vọng có thể giúp ích được cho những bạn muốn thử sức với cộng tác viên báo chí. Bài viết sẽ đi từ 1. Giới thiệu về công việc và những điều cần làm rõ. 2. CV nên ra sao và giải ở đâu. 3. Báo chí, độc giả và một số nguyên tắc soạn thảo cơ bản. 1. Báo chí là gì? Mình nghĩ nhiều bạn có cái nhìn tiêu cực về báo chí, nhưng đa phần chưa có được cái nhìn sâu vào bản chất của nghề này. Báo chí vốn là lực lượng thứ ba của xã hội, sinh ra một cách tự nhiên và không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Tờ The New York Times vốn hoạt động từ trước đến nay mà không có bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động báo chí. Về cơ bản, báo chí sinh ra để cung cấp cái nhìn về các sự kiện, thỏa mãn cơn thèm khát thông tin của mọi người. Bạn thấy một tòa nhà bị cháy, sau đó đi thuật lại với những người trong làng, đó cũng là hoạt động của báo chí. Báo mạng cũng ra đời một cách tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu của độc giả. Mọi cách thức trình bày bài báo, nội dung bài báo, cách đặt tiêu đề, hướng khai thác nội dung đều dựa vào nghiên cứu xu hướng của độc giả. Sẽ có chuyện những trang báo lợi dụng thị hiếu, nhưng không có chuyện nhà báo tạo ra văn hóa đọc cho độc giả. Thông tin báo cung cấp không cần phải là thông tin hệ trọng, đôi lúc chỉ là thông tin gì đó vui vui. Như phi hành gia đang thám hiểm mặt trăng mà buồn đái thì làm sao? Vì hãy nhớ, làm báo là phản ánh sự việc, sự kiện nào đó diễn ra ở đâu đó. Báo chí không nên sa đà và tính nhận xét đúng sai, không cần đóng vai anh hùng bảo vệ công lý cho cả trái đất này của chúng mình. Chỉ đơn giản thực hiện nhiệm vụ phản ánh của mình. Mọi thứ bên lề hãy để độc giả quyết định. 2. Độc giả của báo mạng. Khi làm báo, hãy đặt mình vào tâm thế của độc giả. Mình có tham khảo tài liệu chuyên ngành, được biết phần lớn độc giả chỉ lướt tin chứ không đọc ngấu nghiến. Bên cạnh đó, trải nghiệm về mặt trực quan bố cục cũng được đánh giá cao. Khi nói về công chúng, có nhiều người có thể sẽ liên tưởng đến hình ảnh của đám đông thiếu lý trí và thích những thứ sôi thịt. Nhưng sự thật không phải là như thế và đang càng ngày không phải như thế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng độc giả ngày càng đòi hỏi những bài viết chất lượng hơn, có hàm lượng thông tin nhiều hơn và sử dụng nhiều dạng đa phương tiện đi kèm hơn như ảnh, video. Độc giả thường muốn biết những dạng tin như sau và tòa soạn cũng thường muốn các bạn khai thác những hướng này. 1. Có ảnh hưởng liên quan đến nhiều người. 2. Độc đáo, mới lạ. 3. Gây tranh cãi. Theo mình, các bạn không nên chú ý quá nhiều vào các yếu tố khách quan vốn không thể thay đổi, tức là không được quyền yêu cầu sự việc phải diễn ra theo hướng của độc giả muốn quan tâm, cũng không được ép độc giả phải chú ý đến những thứ mà họ không thích. 3. Văn phong, cấu trúc và trình bày. Văn phong. Để văn phong trở nên gọn gàng, bạn cần tránh lập từ và bỏ đi những số từ không cần thiết trong câu. Những ngày qua trên Spiderum, nhiều tác giả đăng những bài viết vô thưởng vô phạt như thử thách 30 ngày, hay thậm chí nhiều bài đăng như nhật ký được đăng tải một cách công khai. Trong đó, xuất hiện một bài đăng gây rất nhiều tranh cãi như bài ra gì và này nọ. Có thể được viết lại như sau. Dạo gần đây, Spyro xuất hiện những tác giả đăng những bài viết vô thưởng vô phạt như thử thách 30 ngày, thậm chí nhiều bài đăng trông như nhật ký được đăng tải công khai. Trong số đó, xuất hiện bài viết gây nhiều tranh cãi có tên ra gì và này nọ. Những số từ như một, khi xóa đi mà không gây mất nghĩa, hãy xóa nó đi. Các từ những, các, như, bị, thường bị lặp lại, hãy chú ý. Tránh dùng những từ thuộc văn nói, thì là mà. Hạn chế dùng cấu trúc câu bị động, tách câu dài nhiều nghĩa ra thành nhiều câu ngắn. Khi được giao cho các linh báo nước ngoài, các bạn không nên nhìn nhận như bài dịch, mà hãy xem đó là nguồn tin. Qua đó, bạn không cần dịch sát văn bản hay truyền tải đầy đủ văn phong như ở bài báo gốc. Hãy chỉ lấy về những thông tin quan trọng, không lấy về văn phong. Các câu bị động hay ho, dài loằng ngoằng mà bạn cảm thấy rất hay, hãy chuyển thành những câu chủ động ngắn để phù hợp với khán giả đại chúng. Trừ những bài story, hãy triệt tiêu cái tôi của mình khi viết báo. Văn phong càng đơn giản, lạnh lùng và càng lý tính càng tốt. Những từ nên sửa, phần lớn những, hầu hết các, hiện đang. Đây là các từ ghép gồm hai từ cùng nghĩa, chỉ dùng hiện hoặc đang, không dùng chung để tránh việc văn phong rườm rà. B. Cấu trúc. nên trình bày theo cấu trúc hình tháp ngược để tiết kiệm thời gian cho độc giả và khiến họ cảm thấy dễ chịu. Phần lớn tin tức của báo mạng đều theo dạng cấu trúc tháp ngược. Thông tin quan trọng sẽ được để ở đầu bài, theo sau đó là những đoạn bổ sung. Ở bài báo của The Verge, sự kiện chính là CDC phát hiện 153 trường hợp mắc chứng bệnh phổi chưa xác định, được cho là có liên quan đến vape, và chúng được đưa lên dòng đầu. Các thông tin sau đó nhằm giúp người đọc có thêm thông tin về sự kiện. Nếu người viết sa đà vào việc diễn giải sự kiện, nêu bối cảnh thay vì nêu thẳng vào vấn đề, độc giả sẽ chuyển trang sau khi đọc đến dòng thứ hai mà lẩm bẩm: nhà bao việc. Quay trở lại với bài báo của The Verge, có thể thấy tác giả thu gọn các cụm thông tin lại với nhau. Theo đó, một đoạn miêu tả nhanh gọn, chính xác sự kiện, trả lời các câu hỏi ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao. Ở đoạn 2, tác giả cung cấp thông tin về các triệu chứng ở những chuẩn đoán của CDC. Ở đoạn 3, tác giả cho độc giả biết các động thái của CDC đối với sự kiện này. Kết thúc ở đoạn 4, tác giả bổ sung thêm thông tin, số liệu liên quan. Việc gom thông tin thành các cụm sẽ giúp bài báo trở nên cô đọng và mạch lạc, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung hơn. Do đó, các bạn cần lên ý tưởng cho nội dung của các bài văn ngắn. Hãy chú ý tiết kiệm thời gian cho độc giả, vì những cú click chuột chuyển trang diễn ra rất dễ dàng. C. Trình bày. Mình có làm rõ cho các bạn về báo chí và độc giả, cốt để từ đó có thái độ đúng đắn hơn về việc viết báo. Khi viết, hãy đặt tâm thế của độc giả thay vì đặt tâm thế của thằng chạy deadline. Chúng ta cần tư duy bằng cả ngôn ngữ hình ảnh, đảm bảo trình bày gọn gàng và dễ tiếp nhận. Các đoạn văn không nên quá 5 dòng. Đối với bài viết đăng nhiều chữ, trên 800, sử dụng những title phụ. Sử dụng ô khuất hoặc hình ảnh để neo mắt người đọc, tránh tình trạng đọc quá nhiều chữ liên tục. Đừng nói quá nhiều, hãy đưa nó ra. Các bạn không nên sa đà và tự sự khi nói về chiếc điện thoại bị nổ, hãy trưng ra hình ảnh của nó. Tương tự khi mình nói về cách neo mắt ở trên, mình đã đưa ra ví dụ cụ thể cho các bạn quan sát được trực quan hơn. Nên sử dụng càng nhiều thông tin và càng nhiều phương tiện truyền đạt thông tin càng tốt. Khi được đọc một bài báo có thông tin cặn kẽ, trình bày rõ ràng, sử dụng cả văn bản, hình ảnh và video để truyền đạt thông tin mình thấy rất sướng. Độc giả cũng thế, do đó hãy cố gắng trình bày cụ thể nhất có thể. Tuy nhiên, đôi lúc điều này bị cản trở bởi yếu tố thời gian có hạn, nhuận bút có được trả hay năng lực của bạn có hạn. Nhưng nếu được, đừng tạo ra những bài báo sơ sài. Những lỗi cần tránh. 1. Sai chính tả. Tất nhiên rồi, đừng sai chính tả. 2. Dùng các từ cảm tính, kỳ thị. 3. Tránh các lỗi logic. 4. Tránh sa đà và suy luận, đưa ra quan điểm thiếu cơ sở. Phía trên là một số kinh nghiệm nghèo nàn mà mình có được, giúp các bạn phần nào hiểu được những điều căn bản. Khi tiến sâu vào ngành báo, chúng ta cần có nhiều hơn thế, nhiều hơn nhiều lắm. Các bạn thấy chia sẻ của tác giả như thế nào? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là PinkDot. See ya!